Cô xin chào tất cả các em học sinh. Vừa rồi thì cô trò chúng mình đã cùng với nhau đi học lại, ôn lại toàn bộ nội dung quanh phần đại tổ của chương trình lớp 8 đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang nội dung phần hình học. Và đặc biệt là tứ giác là nội dung đầu tiên ở trong chương trình của lớp 8. Và nó rất là quan trọng thế nào? Và chúng ta thấy rằng là tất cả những cái dạng bài tập xung quanh tứ giác này có những bài gì dễ, gì khó. Bây giờ thì chúng ta cùng ôn lại xem là những cái tứ giác đặc biệt của chúng ta có những cái tứ giác như thế nào nhé. Trong tiết đầu tiên, cô trò mình sẽ cùng ôn lại về dấu hiệu nhận biết và tính chất của các tứ giác đặc biệt. Phần này chúng ta sẽ học nhẹ nhàng thôi, còn đâu trong các tiết sau thì cô trò mình sẽ cùng đi làm những cái dạng bài ở trong phần đề thi. Nào đầu tiên, đối với các tứ giác mà chúng ta đã học thì gồm có những gì? Đó là tứ giác thông thường, đúng không ạ? Hình thang này thì lại được phân ra thành hình thang cân và hình thang vuông. Tiếp theo ta học về hình bình hành, được chưa ạ? Hình bình hành này, hình chữ nhật, được chưa? Hình thoi và hình vuông. Rồi đối với tất cả những cái tứ giác như thế này thì chúng ta nhớ lại xem các tính chất cũng như là dấu hiệu nhận biết của nó là gì nhá. Bây giờ thì cô trò mình sẽ cùng chuyển sang phần tính chất của nó. Nào đầu tiên, hình tứ giác đúng không ạ? Tứ giác thời nguyên thủy của chúng ta đã học đó là tứ giác có bốn cạnh thôi, chỉ cần là bốn cạnh là đầy đủ. Và nó ngoài việc là gồm bốn cạnh ra thì ta có là hai cạnh bất kỳ của nó không cùng nằm trên một đường thẳng thì đảm bảo rằng nó chính là một tứ giác. Đấy, chúng ta lại có cái yếu tố như này để thể hiện rằng là nếu như nó cùng nằm trên một đường thẳng ấy thì nó sẽ tạo thành tam giác được rồi. Và thêm nữa, tứ giác này thì có hai loại tứ giác là tứ giác lô và tứ giác lõm. Trong chương trình mình học thì các em sẽ học chủ yếu cho cô về tứ giác lô nhá. Ở đây thì chúng ta có một số những cái tính chất của nó nữa, đấy là tổng bốn góc thì bằng 360 độ. Tổng bốn góc thì bằng 360 độ, được nhá. Đấy. Đó chính là các cái tính chất của một hình tứ giác. Và ở đây thì ta thấy rằng là tứ giác các cái hình đặc biệt của nó thì có thể sắp xếp theo cái sự tiến hóa, sự phát triển của tứ giác. Do đó đấy là lý do vì sao mà cô minh họa dưới dạng là sự phát triển của loài người thì đây cũng chính là sự phát triển của tứ giác. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần khi mà hình tứ giác này đã tiến hóa lên rồi thì nó trở thành hình gì? Nó trở thành hình thang, đúng không ạ? Ở đây thì đối với hình thang này chúng ta có điều kiện gì nhỉ? Đó là tính chất của nó. Hình thang là một tứ giác mà có hai cạnh đối song song với nhau, đúng không? Điều kiện vì cạnh đối song song với nhau, chỉ cần có hai cạnh đối song song là được rồi, là nó trở thành một hình thang rồi. Đấy. Và hình thang này thì nó sẽ chia thành hai loại, đó là hình thang cân và hình thang vuông. Hình thang cân và hình thang vuông. Trong đó hình thang vuông thì sẽ có một góc vuông. Và hình thang cân thì chúng ta có những yếu tố khác. Đó là hai góc kề một đáy bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau và hai cạnh bên bằng nhau. Bây giờ thì cô minh họa lại về cái hình thang vuông và hình thang cân thì nhá. Đầu tiên là cô có hình thang vuông. Nãy chưa đẹp lắm. Dạ, đây chính là hình thang vuông. Hình thang vuông thì là hình thang mà có một góc vuông. Nó vẫn đảm bảo hai yếu tố về cạnh đối song song nhé. Tiếp nữa về hình thang cân. Hình thang cân thì chúng ta thường khi mà vẽ, các bạn hay vẽ theo hướng như thế là vẽ hai cái đường song song, hai cạnh đáy song song đúng không ạ? Và vẽ hai cạnh bên bằng nhau. Để thông thường anh vẽ các bạn hay vẽ như vậy. Chút nữa có thể nhắc lại khi mà chúng ta còn nhớ về cái điều kiện để cho nó là hình thang cân hay không nhá. Rồi.
Rồi, quan sát hình thang cân đây, chú ý cho cô. Khi mà chứng minh hình thang cân thì chúng ta có hai cách. Đấy là chứng minh hai góc kề một đáy bằng nhau. Có thể là đáy lớn hoặc có thể đáy nhỏ. Đấy. Ngoài ra thì ta có thêm cách để là chứng minh hai đường chéo bằng nhau. Đó, chúng ta chứng minh thêm hai đường chéo bằng nhau. Ngoài ra không có thêm cái cách mà chứng minh hai cạnh bên nữa nhé. Hai cạnh bên là không phải. Các bạn hiểu cho cô cái điều kiện đấy. Vì sao lại chúng ta lại sử dụng đến cái cách là chứng minh hai góc hoặc là hai đường chéo bằng nhau ấy? À, thì thực chất trong trường hợp này chúng ta nhớ cho cô này, đấy là chúng ta cũng rất chia khác từ cái chương trình của lớp 7 thì chúng ta chứng minh hai tam giác bằng nhau nhá. Thì chứng minh đây là chứng minh hình thang cân này, luôn luôn là có hai góc kề một đáy bằng nhau này hoặc là hai đường chéo bằng nhau. Thì hai cạnh bên bằng nhau này nó chỉ là tính chất thôi, nó không phải là cái cách để chứng minh, nhớ nhá. Đây, đây là cách chứng minh này. Nhưng còn đây chỉ là cái tính chất, cái hiệu quả của nó thôi, nhớ chưa nhá. Đó là khi mà làm bài chúng ta cần phải lưu ý cho cô cái này, không được phép là chứng minh theo cái cạnh bên. Rồi, như vậy là chúng ta đã nắm được về hình tứ giác này, hình thang thì có hai loại này. Tiếp theo đến sau khi hình thang này bắt đầu tiến hóa tiếp ở trong thời kỳ đồ đá của nó, trong thời kỳ đồ đá thì nó đã tiến hóa lên thành hình bình hành. Các bạn cùng theo dõi và nhớ lại về hình bình hành. Nào, hình bình hành thì còn những cái tính chất gì? Hình bình hành ở đây thì ta thấy rằng nó cũng giống như hình thang đúng không ạ? Có một cặp cạnh đối song song. Có một cặp cạnh đối song song. Nhưng ở đây hình bình hành thì có thêm là hai cái bên thì nó cũng song song. Như vậy là tứ giác mà có hai cặp cạnh đối song song với nhau chính là một hình bình hành. Được chưa? Hay còn gọi là hình bình hành là tứ giác có hai cặp cạnh đối song song. Tiếp nữa là những cái tính chất xung quanh của hình bình hành như sau. Đó là hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau, hoặc là hai góc trong cùng phía bù nhau. Hai góc trong cùng phía bù nhau nhé. Đó. Và có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Thì đó là tính chất của hình bình hành. Ngoài ra thì cái dấu hiệu nhận biết của nó thì chúng ta nhận biết như thế nào? Thứ nhất, đấy là chúng ta có về năm cái dấu hiệu. Ở đây gồm có các dấu hiệu về cạnh. Chúng ta có hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Đây cũng chỉ là hình bình hành. Hoặc hai cặp cạnh đối nhá, song song là một hình bình hành. Hoặc hai cặp cạnh đối bằng nhau là một hình bình hành. Hoặc là một tứ giác mà có gì nhỉ? Hai cạnh đối song song và bằng nhau. Nhớ nhá. Hai cạnh đối song song và bằng nhau nó khác nhau ở chữ cặp này. Và cuối cùng thêm nữa chúng ta có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Và chúng ta cũng có hai góc đối của nó bằng nhau. Bây giờ thì các bạn hãy quan sát lại một lần nữa. Lúc nữa chúng ta sẽ cần phải dựa vào các cái tính chất và dấu hiệu này để chúng ta có thể lập được cái sơ đồ phát triển của tứ giác. Các bạn nhớ chưa? Nào, rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang hình tiếp theo nhé. Sau khi biến đổi thì hình bình hành đã phát triển lên một cái tầm cao mới, đó chính là hình chữ nhật. Hình chữ nhật ở đây thì nó có những cái đặc điểm nó phát triển tiến hóa hơn so với hình bình hành ở chỗ nào? Ta quan sát lại về hình ảnh của hình chữ nhật trước nhá. Ta thấy rằng là lúc trước thì chúng ta có là mới chỉ có yếu tố quan hệ song song giữa các cặp cạnh đối thôi. Nhưng bây giờ thì ta đã có điều khác nữa. Đó là cái hình chữ nhật này cũng là một hình bình hành, tuy nhiên nó có một góc vuông, đúng không ạ? Hay nó cũng chính là một tứ giác, định nghĩa của hình chữ nhật nhé, là một tứ giác mà có bốn góc vuông và nó có tất cả những cái yếu tố, tất cả những cái tính chất của hình thang và hình bình hành. Hình thang ở đây thì chúng ta nhớ cho cô, hình thang thì sẽ có hình thang cân đúng không ạ, và hình thang vuông. Hình thang cân thì sẽ có hai đường chéo bằng nhau và đó cũng chính là tính chất của hình chữ nhật. Lúc này thì thêm một dấu hiệu của hình bình hành,
đó là cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Thì hình chữ nhật cũng có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường và hai đường chéo bằng nhau đấy. Rồi, toàn bộ những cái tính chất của hình hàm và hình bình hành để đều áp dụng cho hình chữ nhật. Và dấu hiệu nhận biết như sau. Với trên những dấu hiệu nhận biết thì ta có thể nhận biết thông qua các góc vuông dựa vào định nghĩa. Hình chữ nhật mà có ba góc vuông thì chính là hình tứ giác mà có ba góc vuông chính là hình chữ nhật. Tiếp nữa, nó là hình thang cân thì hình thang cân mà có một góc vuông thì cũng là hình chữ nhật, hiểu nhá? Vì sao lại nói là hình thang cân? Bởi vì là nếu như nó là hình thang vuông thì nó có sẵn thang vuông rồi, đúng không? Ở đây chỉ cần hình thang cân thôi. Tiếp nữa, nó có thể là hình bình hành mà có gì một góc vuông. Hình bình hành có một góc vuông cũng là hình chữ nhật. Và hình bình hành mà có hai đường chéo bằng nhau thì đó cũng là hình chữ nhật. Vậy đây là tất cả về định nghĩa, các tính chất và dấu hiệu nhận biết của hình chữ nhật. Sau đó thì hình chữ nhật cũng đã kết hôn với một cái hình khác, đó chính là hình thoi. Hình thoi cũng là sự phát triển tiến hóa từ hình bình hành mà lên. Nếu như vừa rồi hình chữ nhật thì là sự thay đổi liên quan tới yếu tố về góc, đúng không ạ? Thì ở đây hình thoi thì sẽ là yếu tố liên quan đến về cạnh. Hình thoi lúc này cũng là một tứ giác mà có bốn cạnh nó bằng nhau và nó có tất cả những cái tính chất của hình bình hành. Đấy, hình bình hành nhá, có tất cả những tính chất của bình hành. Và ngoài ra nó còn có thêm điều kiện tính chất nữa, đó là hai đường chéo của nó vuông góc với nhau và đồng thời hai đường chéo cũng là phân giác của các góc, phân giác của các góc. Khi học về hình thoi thì mình sẽ có bốn dấu hiệu nhận biết, đó là nó là tứ giác mà có bốn cạnh bằng nhau. Tiếp theo là nó là hình bình hành, đúng không ạ? Hình bình hành mà có hai cạnh kề bằng nhau. Đấy, có hai cạnh kề bằng nhau nhé. Lúc nãy trước là chúng ta có hai cạnh đối nhưng đây là hai cạnh kề bằng nhau. Và tiếp nữa ta có là hình bình hành mà có hai đường chéo vuông góc với nhau thì cũng chính là hình thoi. Và cuối cùng là hình bình hành mà có một đường chéo là phân giác của một góc thì nó cũng là hình thoi. Những cách chứng minh cuối cùng này đang nó cũng bắt gặp thường xuyên khi mà chúng ta học về tính chất của đường phân giác ấy. Chúng ta cũng học về phần này. Như vậy là bốn cái dấu hiệu nhận biết này thì chúng ta sẽ áp dụng trong các tiết sau để chúng ta vận dụng vào xử lý cái hình thoi này nhá. Và cuối cùng, một nhân vật cuối cùng đó chính là hình vuông. Đúng rồi, hình vuông là cái hình phát triển cuối cùng của tứ giác, đúng không ạ? Hoàn thiện nhất cả yếu tố về cạnh và yếu tố về góc. Nó đảm bảo tiêu chí của hình chữ nhật và của hình thoi nữa. Do đó thì ở đây chúng ta có là tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau và nó có tất cả tính chất của hình chữ nhật và hình thoi, đúng không ạ? Mà hình chữ nhật và hình thoi thì có tất cả những tính chất của các hình trước, như hình thang và hình bình hành, đúng không ạ? Thì đây cũng vậy. Dấu hiệu nhận biết của nó thì nó sẽ có 5 dấu hiệu. Nó sẽ là nó là hình chữ nhật và có hai cạnh kề bằng nhau. Nếu như hình chữ nhật mà có hai cạnh kề bằng nhau thì lúc đó nó sẽ trở thành hình vuông, được chưa? Tiếp nữa, nó có thể là hình chữ nhật mà có hai đường chéo vuông góc với nhau, hai đường chéo vuông góc với nhau. Ngoài ra, nếu như nó là hình chữ nhật mà có một đường chéo là phân giác của một góc thì lúc này hình chữ nhật đấy cũng là hình thoi. Hình vuông. Và cuối cùng là các dấu hiệu được sử dụng đến hình thoi. Ta có là hình thoi mà có một góc vuông, đúng không ạ? Thì nó cũng chính là hình chữ nhật, hình vuông. Và hình thoi mà có hai đường chéo bằng nhau thì lúc này nó cũng là hình vuông. Và như vậy ta thấy rằng hình vuông thì cũng có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường và đồng thời hai đường chéo vuông góc với nhau, đúng không nào? Hai đường chéo này còn là các đường phân giác của các góc. Xong chưa? Và hình vuông này có các cặp cạnh bên song song và bằng nhau, đồng thời hai cạnh kề thì vuông góc với nhau. Đó chính là hình vuông hay là hình phát triển nhất. Như vậy
Thì vừa rồi chúng ta đã xem lại toàn bộ những cái hình mà chúng ta đã học. Ở đây có minh họa theo sự phát triển của con người của chúng ta đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem là như vậy thì cái sơ đồ của nó như thế nào nhé. Nào, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem mối quan hệ của các hình tứ giác này như thế nào nhé. Đầu tiên là tứ giác phát triển tiến hóa thành hình thang, rồi tiến hóa thành hình bình hành. Sau đó thì bắt đầu là cái chu trình tiến hóa này biến thành hình chữ nhật, đúng không ạ? Và đồng thời là hình thoi. Và khi có sự kết hợp của hình chữ nhật và hình thoi thì xuất hiện hình vuông. Và đây chính là cái chu trình tiến hóa mà chúng ta có thể nhận diện được đối với các cái hình tứ giác này. Thêm nữa đấy là ở trong sách giáo khoa chúng ta trước đây chúng ta học ấy, thì nó là một cái bảng, đúng không ạ? Là một bảng tổng thể. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dựa các bạn có thể xem lại cái phần bảng tổng thể đấy để chúng ta hãy viết lại cho cô về các cái mối quan hệ giữa các hình tứ giác này với nhau. Ở đây thì chúng ta có mối quan hệ giữa hình tứ giác trở thành hình thang khi nào? Có thể xem lại cái phần vừa rồi, phần dấu hiệu nhận biết nhé. Và khi hình thang trở thành hình bình hành, khi hình thang trở thành hình này, rồi hình bình hành trở thành hình chữ nhật và hình bình hành cũng trở thành hình thoi nữa. Đây cô ghi lại nhé. Đó. Và khi nào thì chúng trở thành hình vuông. Rồi. Như vậy thì đối với các cái mối quan hệ này thì ở nhà chúng ta có thể thực hiện cho cô bằng cách để chúng ta vẽ nó ra. Chúng ta vẽ sơ qua và chúng ta sẽ nêu lại cho cô. Bây giờ nhắc nhanh thử xem này có nhớ không nhá. Đầu tiên, hình tứ giác trở thành hình thang khi nào? Đó là khi nó có hai cạnh đối song song thì nó sẽ trở thành hình thang. Hình thang có những hình thang nào? Đó là hình thang cân và hình thang vuông. Khi nào thì hình thang trở thành hình thang cân? Khi nó có hai đường chéo bằng nhau hoặc hai góc kề một đáy bằng nhau. Nếu như nó là hình thang vuông thì nó sẽ có một góc vuông. Tiếp nữa, khi nào hình thang trở thành hình bình hành? Hình thang trở thành hình bình hành nhỉ? Nếu như nó trở thành hình bình hành thì chúng ta sẽ có hai cặp cạnh đối song song hoặc là hai cặp cạnh đối bằng nhau, đúng không ạ? Hoặc là một cặp cạnh đối song song bằng nhau. Đấy. Tiếp nữa, đấy là chúng ta cũng có các yếu tố còn lại để chúng ta đưa cái hình bình hành này về thành hình chữ nhật. Hình chữ nhật ở đây thì có những tính chất nào của hình bình hành và hình thang? Hình chữ nhật ở đây thì nó đối với hình là tứ giác thì nó sẽ có bốn góc vuông, đúng không ạ? Ngoài ra thì nó là hình thang, hình thang khi mà hình thang cân có cái tính chất gì? Hình thang cân có một góc vuông chính là hình chữ nhật, đúng không ạ? Rồi, và nó là hình bình hành có thêm cái tính chất gì thì trở thành hình chữ nhật? Như vừa rồi chúng ta có điều kiện gì nhỉ? Các cái hình ở đây chúng ta có hình bình hành mà có một góc vuông thì cũng là hình chữ nhật. Lúc nãy thì hình bình hành có thêm một cái điều kiện tính chất, đấy là hai đường chéo khác nhau tại trung điểm của mỗi đường nhé. Thì ngay lập tức nếu như nó có thêm điều kiện là hai đường chéo đấy cũng bằng nhau nữa thì nó cũng trở thành hình chữ nhật. Đấy, đấy là một số cái gợi ý các bạn thấy rằng hoàn toàn dựa vào phần trước mà cô đã cho, đúng không? Rồi, cô yêu cầu là phần này chúng ta sẽ viết lại nốt nhá. Chúng ta sẽ viết lại vào trong vở của mình để chúng ta nhớ hơn. Ở đây là một cách để chúng ta nhớ và các bạn có thể vẽ hình cho thử xem cái độ của sáng tạo của mình trong các phần vẽ này như thế nào. Bây giờ thì không chờ lâu nữa thì cô sẽ đưa cho chúng ta cái bảng tổng hợp, bảng tổng kết tất cả các hình tứ giác. Để sau khi các bạn hoàn thiện phần này, chúng ta sẽ kiểm tra đối chiếu với nội dung đó. Xem thêm đến, ở đây cô đã cho chúng ta một bảng tổng hợp về các cái, sự biến đổi của các hình tứ giác cũng như là mối quan hệ của nó. Để chúng ta có thể nhận diện được hình tứ giác thì chúng ta có cái sơ đồ phả hệ như sau. Thứ nhất, đấy là hình tứ giác này, đúng không ạ? Nó có thể biến đổi trở thành hình thang khi mà nó có hai cạnh đối song song. Và nếu như nó
có thêm cái điều kiện là hai cạnh đối song song, cạnh đối bằng nhau, hai cạnh đối song song và bằng nhau, và các góc đối bằng nhau và hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi được thì nó sẽ trở thành hình bình hành. Đấy, cô đang hướng dẫn chúng ta cách đọc cái sơ đồ này nhé. Và khi hình thang mà có thêm các điều kiện, nó có một góc vuông thì trở thành hình thang vuông, có hai góc kề một đáy bằng nhau hoặc hai đường chéo bằng nhau thì trở thành hình thang cân, và nó có hai cạnh bên song song thì sẽ trở thành hình bình hành. Như vậy, đối với hình thang cân mà chỉ cần có thêm một góc vuông thì sẽ trở thành hình chữ nhật, còn hình thang vuông mà có thêm hai cạnh bên song song sẽ trở thành hình vuông, hình chữ nhật nhé. Còn hình bình hành thì nó chỉ cần có thêm một góc vuông hoặc là hai đường chéo bằng nhau thì nó cũng trở thành hình chữ nhật rồi. Ngoài ra, hình bình hành cũng nó có thể thêm một số yếu tố để trở thành hình thoi. Chúng ta có, nếu như nó có hai cạnh kề bằng nhau, hoặc là hai đường chéo vuông góc với nhau, hoặc là một đường chéo là đường phân giác của một góc thì nó sẽ trở thành hình thoi. Như vậy, tứ giác này nếu như nó có bốn cạnh bằng nhau thì nó là hình thoi, còn nó có ba góc vuông thì nó sẽ là hình chữ nhật. Đấy. Và hình chữ nhật kết hợp với hình thoi ở đây thì chúng ta sẽ ra được hình vuông. Hình vuông là hình chữ nhật mà có hai cạnh kề bằng nhau hoặc là hai cái đường chéo vuông góc với nhau, cũng như là có một đường chéo là đường phân giác của mỗi góc. Còn hình vuông này là một hình thoi có một góc vuông. Đấy, hình thoi có thêm một góc vuông là hình vuông, hoặc là hình thoi có thêm hai đường chéo bằng nhau cũng là hình vuông. Như vậy, đối với toàn bộ nội dung của phần đầu tiên liên quan tới dấu hiệu nhận biết cũng như là tính chất, thì cô đưa ra một cái nhìn tổng quan nhất từ tất cả các hình. Thông thường trong các bài tập thì nó sẽ có các mối quan hệ giữa các hình với nhau, các hình với nhau, và sử dụng các cái tính chất để chúng ta vận dụng. Đa số nó sẽ tập trung vào các hình sau, đó là hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông thì cũng có nhưng mà nó ít hơn một chút thôi. Đấy, bởi vì những cái hình kia nó cần có mối quan hệ ở phía trên mà. Rồi, như vậy trong tiết đầu tiên này thì cô cho chúng ta sẽ ôn lại một cách đơn giản như vậy thôi. Còn lại ở trong tiết 2 và tiết 3, phần 2 và phần 3, thì cô cho mình sẽ cùng luyện tập những bài tập tổng hợp liên quan tới phần tứ giác, đặc biệt có trong phần đề thi, để chúng ta chuẩn bị cho chương trình của lớp 9 nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em.